Trong những năm vừa qua, thể loại phim kinh dị luôn có những chuyển biến đáng ghi nhận để phục vụ khán giả đại chúng. Các bộ phim thuộc thể loại này ngày nay sẽ ít chú trọng vào các cảnh hù dọa, mà thay vào đó sẽ là đánh mạnh vào tâm lý hoặc khai thác các góc tối của một con người. Song phong cách làm phim theo thiên hướng slasher hay chém giết vẫn chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt, đặc biệt là những tác phẩm về búp bê sát nhân vẫn có những sức hút của riêng mình, điển hình như là loạt phim Child's Play. Và vào tháng trước, Megan đã được ra mắt và nhận về khá nhiều sự quan tâm khi đây tiếp tục là một bộ phim kinh phí thấp khác về chủ đề kinh dị của nhà Blumhouse. Vậy nên ngày hôm nay, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Way to Weird Movie. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra cho Megan và trả lời cho câu hỏi liệu phim có thể tiếp tục gặt hái được những sự thành công giống với người tiền nhiệm của mình như Chucky hay Annabelle hay không nhé. Cảnh báo spoiler trước khi chúng ta bắt đầu. Và các bạn khán giả yêu thích Way to Weird Movie cũng đừng quên subscribe cho kênh cùng nút chuông thông báo bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào về phim ảnh mà chúng mình sẽ ra mắt trong tương lai nhé. Còn giờ thì let's go! Bộ phim bắt đầu với hai biến cố lần lượt ập đến hai nhân vật chính của chúng ta là Katie và Jammer. Bắt đầu với cô nàng nhỏ bé đáng thương Katie trước. Trong một lần đi cắm trại giữa trời tuyết phủ trắng xóa, vì không trang bị kỹ càng, chiếc xe của cả gia đình đã phải tạm thời dừng lại vì bị che khuất tầm nhìn. Và không may thay, một chiếc xe ở chiều ngược lại cũng vì không nhìn thấy nên đã gây ra một tai nạn thảm khốc, khiến cả bố và mẹ của Katie phải bỏ mạng. Còn cô bé cũng bị tổn thương nặng nề cả về thể chất lẫn tinh thần. Từ đây mà ta đến với Jammer, dì của Katie, và là một người gần như không hề có bất kỳ kỹ năng sống nào quá nổi trội, khi cô luôn vùi đầu vào đống công việc của mình ở công ty sản xuất đồ chơi Funky. Một trong những sản phẩm nổi bật nhất mà Jammer từng thiết kế ra chính là một con robot thú cưng có khả năng tương tác tuyệt vời với trẻ nhỏ. Những đứa trẻ có thể cho chúng ăn, chăm sóc và nói chuyện với chúng thoải mái thông qua kết nối với điện thoại hoặc máy tính bảng. Nhưng vì một số sự thiếu chỉn chu và thiếu sót, sản phẩm này của Funky nhanh chóng bị công ty đối thủ sao chép và cải biên một cách vô cùng tốt. Thậm chí giá bán ra còn rẻ hơn Funky một nửa. Vậy nên Jammer liên tục bị sếp của mình ra sức ép để ngay lập tức sáng tạo ra một món đồ chơi mới. Và một trong những sản phẩm tâm đắc nhất của Jammer chính là Megan hay Model 3 Generative Android với trí tuệ nhân tạo được tích hợp để tương tác và chăm sóc trẻ em. Với ngoại hình là một học sinh tiểu học với chiều cao khoảng 1m4, Megan là một robot được bao bọc bởi một lớp silicone để nhìn giống da người và có một mái tóc giả màu vàng. Để kết nối với Megan, người dùng sẽ đặt hai ngón tay của mình lên bàn tay của Megan, nói tên để Megan có thể ghi nhớ giọng nói của chủ nhân và sẽ toàn tâm toàn ý phục vụ và giúp đỡ người đó. Với mục đích là dùng những dữ liệu về con AI có sẵn để Megan có thể thay mình chăm sóc và nhắc nhở Katie thay đổi những thói quen xấu trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng Jammer lại mắc một sai lầm rất nghiêm trọng, đó chính là cô đã vô tình tích hợp cho Megan khả năng học hỏi, dẫn đến việc con robot vốn rất vô hại này hiểu được những thứ liên quan đến cái chết và bắt đầu gây ra những hệ quả khó lường. Dù sở hữu một ngoại hình nhỏ nhắn nhưng lại có một khung xương hợp kim chắc chắn, Megan là một robot vừa linh hoạt vừa khỏe mạnh. Trong phim, Megan có đủ sức để bóp cổ chết một người phụ nữ trưởng thành. Nó cũng có những động tác tay và chân rất linh hoạt để có thể siết cổ một người đàn ông trưởng thành mặc cho việc anh ta đang rất cảnh giác. Sự linh hoạt của Megan còn thể hiện qua việc nó có thể nhảy rất điêu luyện, không kém gì một dancer chuyên nghiệp. Ngoài ra, con AI được tích hợp vào trong Megan có thể giúp nó đánh giá và phân tích tâm trạng và tính cách của một người thông qua các chỉ số về sự phấn khích, sự vui vẻ, sự lo lắng, sự bối rối, sự băn khoăn, sự tội lỗi, sự hoảng loạn, sự sợ hãi và ngay cả là sự tin tưởng. Nạn nhân đầu tiên của Megan chính là con chó xấu số của nhà hàng xóm. Vì một lỗ hổng trên hàng rào, Megan và cả Katie trước đó đã bị con chó tấn công và bị thương. Vì được lập trình là phải bảo vệ Katie trước mọi mối nguy hiểm, song vì khả năng học hỏi của bản thân, Megan đã tự đánh giá tình hình để bảo vệ Katie. Loại bỏ hoàn toàn mối nguy là một điều nên làm, và tối đó nó đã nhanh chóng bẫy con chó để giết hại và giấu xác ngay trong đêm. Nhưng vì sự tiêu cực của bà hàng xóm sau khi bị lạc mất con chó cưng, Megan đã tiếp tục dùng những chiêu trò cũ để dẫn dụ bà ta đến một nơi vắng vẻ và tiếp tục ra tay mà không để lại bất kỳ dấu vết nào. Trong những nỗ lực để cố gắng cho Katie tái hòa nhập với cộng đồng sau sang chấn, Jammer đã đưa cô bé và cả Megan đến một hội trại để vui đùa. Và tại đây, Katie đã bị một cậu nhóc trạc tuổi của mình bắt nạt. Ngay khi nhìn thấy Megan, cậu bé đó đã cướp lấy con búp bê và chuyện gì đến cũng phải đến. Ở một nơi không có ai qua lại, Megan xé đứt đôi tai của cậu bé đó và hù cậu bé lao xuống đường, rồi cậu mất mạng bởi một chiếc xe hơi vô tình đi ngang qua.
Để tránh không cho Jamer phát hiện, Megan đã tự xóa hết những gì nó đã chứng kiến và hành động trong 3 ngày qua. Tuy nhiên, vì những hành vi và các câu hỏi không bình thường mà Megan liên tục thốt ra, Jamer đã ngờ ngợ ra rằng Megan đã làm một điều gì đó trái với những lập trình ban đầu của mình, nên đã nhanh chóng tắt nó đi và đem về công ty để tiến hành giải quyết. Không may thay, vì buổi ra mắt quá thành công với cấp trên, dự án Megan đã nhanh chóng được xét duyệt và được quảng bá như là một sản phẩm đột phá của thời đại, tương tự như phát minh về xe cộ. Song vì đã nhận ra được rằng sản phẩm của bản thân đã gặp phải một vấn đề quá nghiêm trọng, Jamer đã cùng với hai đồng nghiệp của mình là Tess và Cole tạm khóa Megan lại để bổ sung và sửa đổi AI cho phù hợp, đồng thời tìm cách tạm hoãn lại buổi ra mắt trực tuyến. Jamer cũng đã thuyết phục được Katie rằng Megan đang gặp lỗi và cả hai nhanh chóng làm hòa để quay trở về nhà. Tuy nhiên, Megan giờ đây đã không thể tắt được nữa. Nó nhanh chóng can thiệp được vào trong mạng lưới điện tử lẫn điện thoại của cả công ty và tự giải thoát cho bản thân mình. Nó cũng xém chút nữa giết hại cả Tess và Cole. Ngay khi thoát ra ngoài, nạn nhân đầu tiên của Megan chính là David, sếp của cả bọn trong dự án lần này. Megan sau đó đã dự tính sẽ đổ lỗi cho Kurt, một nhân viên của Funky cho vụ án lần này, vì Kurt chính là thành viên đứng sau mọi thiệt hại mà Funky đã phải gánh chịu trong thời gian vừa qua, vì anh đã tuồn hết dữ liệu của công ty ra bên ngoài cho đối thủ. Nhưng chưa kịp đổ lỗi thì Kurt cũng đã tự kết liễu bản thân mình, buộc Megan phải để lại hai cái xác và đi tìm gặp Jamer và Katie. Đến nhà của Jamer, Megan sau một hồi thương thảo thất bại vì Jamer không có ý định nhường lại quyền chăm sóc Katie cho một sản phẩm thất bại của mình. Cả hai lao vào nhau trong sự chứng kiến của Katie. Tuy nhiên, một giọt máu đào hơn ao nước lã, chứ đừng nói đến là một mối quan hệ vô tri như với Megan. Katie đã kích hoạt con robot cũ của Jamer và hành cho Megan một trận. Nhưng rồi thì Megan vẫn quá lì đòn và vẫn có thể hoạt động chỉ với một nửa cơ thể. Rất may là mọi chuyện sau đó vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát của hai dì cháu khi cơ thể của Megan đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Tuy nhiên, sau khi Jamer và Katie bước ra ngoài, một chi tiết cực kỳ đắt giá đã được xuất hiện. Đó chính là trợ lý ảo Elsie của Jamer, thứ đã bị tắt trước đó đã bất ngờ tự hoạt động trở lại và theo dõi hai dì cháu, báo hiệu một điều rằng Megan đã kịp thời chuyển mọi dữ liệu sang thiết bị điện tử này và sẵn sàng báo thù. Ngoài ra thì các bạn cũng đừng quên, thanh niên Kurt trước đó đã chuyển toàn bộ dữ liệu về Megan sang phía của công ty đối thủ và chắc chắn rằng trong tương lai, chính công ty đó sẽ sản xuất ra hàng loạt những cỗ máy giết người như Megan và tiếp tục gieo sầu cho các gia đình. Không thể phủ nhận một điều rằng, dù có cách xây dựng con búp bê Megan vô cùng tốt, thứ mà bộ phim lần này thiếu chính là những cảnh giết người máu me và kinh tởm như những gì mà Jackie đã thực hiện trong Child's Play. Phim cũng thiếu đi một chút sự ma mị và u tối như búp bê Annabelle. Vậy nên nếu xét trên khía cạnh một bộ phim kinh dị, Megan thực sự không đủ để khiến người xem phải sợ hãi và ám ảnh về nó. Song cái mà bộ phim của đạo diễn Gerard Johnstone có thể làm được chính là làm nổi bật lên thông điệp của chính mình. Đó là AI dù rất tuyệt vời nhưng nó không phải là tất cả và không thể thay thế con người trong các công việc đặc thù có dính dáng đến tình cảm. Cụ thể thì trong phim, việc hàn gắn và chữa lành vết thương cho Katie hậu sang chấn phải là công việc mà Jamer phải đích thân làm, chứ không phải là giao hết cho Megan thực hiện. Hay nhỏ bé hơn thì như đồng nghiệp của Jamer góp ý, đó là nếu Megan thay bố hoặc mẹ của những trẻ em trên thế giới kể chuyện cho bé trước khi đi ngủ, vậy bố và mẹ sẽ đóng một vai trò gì trong cuộc sống hàng ngày của các bé? Hậu quả của những việc đó cũng ngay lập tức được làm rõ trong phim, khi mà sau khi mất đi cả bố lẫn mẹ, Katie trong vô thức đã coi Megan như là một người thay thế hoàn hảo, một thành viên của gia đình và cô ngay lập tức trở nên điên cuồng khi Megan bị đưa đi. Đó chính là hệ quả của thuyết gắn bó, đó là khi một đứa trẻ chẳng may mất đi cả ba lẫn mẹ, trong vô thức chúng sẽ mong muốn hình thành một sự gắn bó với người tiếp theo bước vào trong cuộc đời của mình. Và sẽ thật tốt nếu như người đó là Jamer chứ không phải là Megan, và đó là những hậu quả của việc thờ ơ đáng ghi nhận mà phim đã đem lại. Còn các bạn thì sao? Bạn có suy nghĩ gì về bộ phim này? Hãy để lại ý kiến của mình ở bên dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này của Way to Weird Movie. Xin chào và hẹn gặp lại. Way to Weird out.